À, nhìn được không? Luôn nhá. Để dòng này quá nhiều cho em rồi. 2IA này bằng 3 lần BC cộng 3 lần IB. Khi bọn em để như này, bọn em rất khó để nhìn ra được đúng không? Đấy. Ở đây ta nhóm 3 ra. Ta sắp lại thứ tự luôn là IB cộng BC bằng IB cộng IC, BC phải trung điểm đầu điểm cuối B không? Thì bằng 3 lần IC luôn. Như vậy ta có 2IA bằng 3 lần vector IC. Chỉ cần biến đổi được về hai vector bằng nhau là sẽ tìm được vị trí hoặc quy tích. Vì sao? Ta theo cái tính chất là hai vector bằng nhau phải là gì? Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn, đúng không? Như vậy nếu ta có tam giác ABC như này, A đây, B đây, C đây đi, thì rõ ràng IA cả IC đang là hai vector bằng nhau này thì chắc chắn điểm Y phải nằm trên cái đường thẳng AC. Điểm Y phải nằm trên đường thẳng AC, có thể nằm dưới, nằm giữa hoặc nằm trên, đấy là việc của cái con số này này và cái chiều vector này. Nhưng ta thấy rằng IA cả IC đang cùng bằng nhau thì phải là nó phải cùng chiều. Như Y có thể nằm trên này để IA cả IC hoặc Y nằm dưới này, đúng không? Bây giờ nằm trên hay nằm dưới này, em xem vector nào dài hơn. IC làm sao được? IA đang hai lần bằng đến 3 lần đằng kia đúng không? Vector 2IA IA sẽ phải dài hơn IC thì bắt buộc điểm Y phải nằm phía trên này thì vector IA mới lớn hơn vector IC. Còn nếu nằm dưới này thì IA nhỏ hơn IC đúng không? Thì chắc chắn Y nằm trên này. Thế bây giờ Y nằm trên này thì ta tính như nào tiếp? Chia mấy phần? 3 phần à? Giả sử IA 1 phần. Đây. Nếu ta chia AC thành 2 phần và lấy đoạn này thêm 1 phần nữa, tức là IA đang chiếm 3 phần không? Nhân 2 là 6, còn IC chiếm mấy phần? 1 phần nhân 3 thì 13. Chưa đủ được chưa? Sai đúng không? Tiếp tục phải chia lại tỷ lệ. Chia thành mấy phần? Chia 5 phần được không? Chia mấy phần? Ta vừa thử chia AC bằng đôi nhá. Thế phải lại nếu điểm B ở đây thì IA đang chiếm 3 phần đúng không? Nhân 2 thì bằng 6, vì thường thông thường ta thấy này, hai lần này bằng 3 lần kia có thể xảy ra thằng này 3, thằng này 2 đúng không? Nhưng nếu thằng này 3, thằng này 2 ta thấy rằng IC có 1 phần thôi. Đúng không? Mà IA 2 IA bằng 6 phần mà thì không thỏa mãn đúng không? Thế bây giờ phải chia như nào? Năm phần, chia 5 phần thì chia đoạn nào 5 phần? Đây giả sử lấy đây 5 phần đi. Thì đúng là 2 phần 3 phần là 5 phần không? Đúng không? Nếu thằng này là 5 phần, em chia 5 phần nhé, thì cái đoạn IA này 5 nhân 2 là 10, nhưng mà đoạn này 3 nhân 3 là 9 đấy chứ. Đúng không? Nào Phượng chia như nào? Gì? Mẹ sai không sao cả, vì em nhìn luôn hình này thì em làm cơ mà. Bây giờ coi như là ta đang có chắc chắn là 2IA bằng 3IC là đúng rồi đúng không? Hoặc em có thể viết thêm được một dòng là gì? IA sẽ bằng 3 phần 2IC. Đấy để em chia. Bây giờ em xác định điểm Y như nào? Chắc chắn biết điểm Y nằm trên cái dọc này rồi. Nào thì xem. Nếu ta lấy IC là hai đoạn thì IA phải bằng mấy đoạn? 3 đoạn đúng không? Đấy. IC bằng 2 đoạn thì IA bằng 3 đoạn. Thế bây giờ lấy như nào? Chia 6 phần nữa. Giả sử chia 6 phần thì như nào nữa? Đây chia 6 phần ta chấm điểm Y đây đã. Ví dụ nhé. Thế thì cái đoạn IA này ăn 6 phần thì 6, 2, 12 đúng không? Còn đoạn IB à, IC đang mấy phần đây? 1, 2, 3, 4 phần thì 4, 3, 12 chưa? Thỏa mãn hai bên đều 12 chưa đúng không? Như vậy điểm Y của mình phải nằm ở đây này. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 12, 5, 6, 6, 2 cũng 12. Đúng chưa? Như vậy ta phải chia làm 6 đoạn và Y lấy một cái đoạn ở ngoài cùng là 6. Hiểu chưa? Nên Y nó nằm tít trên cao được chưa? Đây điểm Y nhá. Chỉ một tên vào. Hiểu chưa? Như vậy bọn em muốn vẽ đẹp thì lại vẽ cái tam giác này nhỏ nhỏ xuống một chút để cho cái đoạn 6 này nó thấp xuống.
Ok nhá. Mẹ nhanh vào đi còn chữa tiếp. Hai rồi chưa? Thường chắc chắn là phải lấy các số nguyên thôi, ta cứ thử dần cho dễ. Xong chưa? Vẽ em chưa? Vẽ em chưa? Cách khác nhá. Mọi người thấy rằng hai vector này IA và IC đang chung điểm Y. Vì điểm Y lại chưa biết vị trí đúng không? Nên vì chung điểm Y chưa biết vị trí nên bọn em xác định điểm Y là khó. Bây giờ ta đi biến đổi một chút này. Ta lấy nguyên từ dòng 2IA cộng 3IC nhá. Ta đổi sang thành 2IA trừ 2IC bằng IC. Đúng không? Vẫn thế đúng không? Trừ 2IC có thể đổi thành là cộng 2CI không? CI với IA có thể bằng CA không? Nghĩa là được là 2 lần CA bằng IC. Có đúng không? Biến đổi như này thì không đổi gì. Nhưng CA lại là một vector thì cố định rồi. Thế ta chỉ cần tìm vị trí điểm Y ở đâu sao cho nó bằng 2CA thôi. CA quay xuống đúng không? CA đang là hai dòng gì? Thế điểm Y phải nằm ở vị trí nào để nó bằng 2 lần CA này, chẳng là ở vị trí 4 dòng à? Một phát ra điểm Y luôn chưa? Được đúng không? Nào Nhi hiểu chưa? Nếu biến đổi được một vế là một vector cố định thì xác định vị trí điểm dễ hơn cái việc mà hai vế đều có ẩn này rất là nhiều. Được chưa? Vì vector CA là vector quay xuống thì chắc chắn IC cũng phải quay xuống thì Y nằm trên rồi. Mà CA là hai dòng thì IC gấp đôi CA thì IC phải là vẽ ngược lên 4 dòng. Một lần, hai lần phát xong ra điểm Y luôn. Và không cần phải dò tỷ lệ 2 3 rồi chia 3 phần chia 4 phần như vừa rồi. Đúng không? Đấy, nó vẫn là do cách làm thôi. Tương tự nhá. Sang câu B này. Sang câu B. Nhìn thấy GA cộng GB cộng 2GC bằng 0. Ta có hai cách như sau. Cách thứ nhất, ta dùng công thức trung điểm GA cộng GB bằng 2 lần GM đi. Trong đó M là trung điểm AB cộng 2GC bằng 0. Thế thì suy ra được luôn là gì? GM cộng GC bằng 0, chia tiêu còn 2 đi mà. Đúng không? Như vậy, giả sử ta vẽ nhỏ, thôi rồi vẽ tam giác ở dưới này nhé. A, B, C. M phải là trung điểm của AB đúng không? M đây. GM cộng GC bằng 0 thì ba điểm GMC phải thẳng hàng đúng không? Như vậy G phải nằm trên đường thẳng này MC. Mà GM cộng GC bằng 0 thì bắt buộc G phải là trung điểm của MC không? Thì GM cộng GC bằng 0 đúng không? Xong luôn chưa? Hài chưa? Tiếp nha, ngay cách 2 luôn này. Cách 2 nhé. Làm kia xong chưa? Ta có GA cộng GB cộng GC đi. Ta tách GC ra. Thì GA cộng GB cộng GC có phải bằng 3 lần GG không? Công thức trọng tâm. Như vậy ta có 3 lần GG cộng GC bằng 0. Đúng không? Thế thì G phải nằm trên đường thẳng gì? GGC. Đúng không? Mà G là trọng tâm thì đây, lấy cái đoạn GM trung tuyến này chia 3 phần ra thì đây là G này. Đúng không? Thì G phải nằm trên cái đường thẳng này. Và chia cái đoạn gì? Cái GC phải bằng 3 lần GG, có nghĩa chia đoạn CG này bằng 4 phần. Thì GC lấy 3 phần. Đúng không? Vì CG là cố định rồi thì chia CG thành 4 phần thì GG lấy 3 phần còn GC à GC lấy 3 phần GG lấy 1 phần thì tổng nó mới bằng 0 chứ đúng không? Được chưa? Tuy nhiên em thấy rằng cái việc chia C thứ nhất phải xác định điểm G là trọng tâm, nó khó hơn này, lại phải chia CG nghĩ ra cách là chia thành 4 đoạn thì cách này là cách đơn giản nhất này. Vì ta dùng công thức trung điểm một lần xong ở đây lại là công thức trung điểm tiếp thì ra được ngay điểm gì? Điểm G là trung điểm của CM. Hiểu chưa? Đấy, có hai cách mà cách đầu tiên là cách đơn giản nhất.
viết có một dòng phát xong luôn, trong thêm một dòng kết luận nữa xong thì được chưa? Đấy, những kết luận vào là vậy G là trung điểm của CM là xong. À, chép vào đi. Tiếp nhé, con C này, con C ý tưởng như nào, chỉ cần lưu ý tưởng thôi, chưa làm gì cần lưu ý tưởng. KA KB trừ KC, nếu là cộng KC thì rất dễ, vì cộng KC phát ta dùng công thức trọng tâm ngay đúng không, nhưng đây lại là trừ KC mà không bao giờ ta làm phép trừ thì chắc chắn phép trừ ta phải biến đổi đi. Một là em chuyển thành CK, hai là em vứt KC sang về bên kia đúng không. Nhưng nếu cộng chuyển thành CK nhá thì ta sẽ có gì? CK cộng với KA thì bằng CA luôn đúng không? Được chưa? Như vậy ta viết lại này. CK cộng KA bằng chuyển KB này sang đi. Trừ KB thành cộng BK đúng không? Được chưa? Bên này CK cộng KA bằng CA bằng BC cộng BK. Được chưa? Nếu ta có chuyển CA sang thành trừ CA bằng cộng AC thì cộng AC với BC. Ừ. Thế thì em nên chuyển chuyển BC sang. Vì sao? Mọi người nhìn phân tích chỗ này. Nếu ta cố tình cộng hai thằng này sẽ rất khó bởi vì K chưa biết đúng không? Nhưng nếu em chuyển BC sang đây thì CA với BC là hai vector biết rồi đúng không? Cộng lại chắc chắn sẽ ra một cạnh biết rồi. Thế quay trở lại giống như cái bài này không? Biến đổi được một vế là vector đã biết sẵn và một vế là có điểm y thì mình tìm điểm y rất dễ đúng không? Thì bài này cũng thế, một vế có k còn một vế là một vector cố định rồi đúng không? Ta chuyển sang bên này sẽ là CA cộng CB. Bằng BK. Thế thì mình nhìn tam giác. A, B, C, nhìn bảng này. CA cộng CB thì bằng gì? CA cộng CB thì bằng gì? Dùng công thức trung điểm thôi. CA cộng CB thì bằng 2 lần CM. M là trung điểm của AB đúng không? Thì ở đây ghi là 2 lần CM bằng BK. Thế vector CM cố định rồi mà lại bằng vector BK thì chắc chắn điểm K phải nằm xuống dưới này đúng không? Đúng không? Thì vector CM quay xuống, vector BK quay xuống mà phải quay bằng 2 lần đúng không? Em vẽ độ dài 2 lần, nó đâm xuống đây rồi nên thôi, tự bọn em vẽ nhé. Hiểu không? Nếu ai chưa vẽ thì vẽ dịch cái tam giác nhỏ nhỏ lên trên này để tiện nó lối xuống. Chính đúng không? Đây, thầy Toan. Điểm K có nằm dưới này không? Em chưa vẽ nhưng mà em cộng cái KB với cả CK vào thì nó ra bằng CB xong chuyển cái ra thì là 2 lần BC. Ừ. 2 BC nhưng mà xuất phát từ điểm A, em nhìn thấy này, cái 2 CB của em là đây nhá, còn xuất phát từ điểm A đây thì nó cũng lối ra, thì cái này sẽ là đường trung bình của tam giác không, bằng một lửa cạnh đáy không. Thì cái điểm K của em vẫn phải làm thế này làm gì đúng không, có nhiều cách biến đổi nhưng mà nó sẽ ra được cái hình phải không đổi. Phượng hiểu chưa? Nhi hiểu chưa? Hà, thằng Kiên được chưa? Thì em đang làm theo cách của Trinh đi nhá. Cách đấy chắc là gì? Em biến đổi cái gì đây? Cái KB trừ KC bằng CB đúng không? Chuyển CB sang bên này thành cộng BC đúng không? Bên kia C sang á, sang không cũng phải chuyển lại chứ mà. Thì ta sẽ có là gì? KA cộng CB bằng BC thì suy ra KA bằng 2 lần BC. Đây cũng là một cách mà. Thì 2 lần BC quay lên đây.
thì KA phải quay lên đây thì mới bằng BC quay lên đâu, thì K vẫn phải nằm dưới này chưa, đúng không? Bởi vì vector BC quay lên và vector KA cũng phải quay lên thì K phải nằm bên dưới này, và nó bằng hai lần độ dài BC không? Bản chất nó không đổi mà, được chưa? Vẫn cho điểm K kết quả phía dưới này này, được chưa? Ok nhá, chuyển tiếp được chưa? À, được chưa? Có có đầy trường hợp có thể nó trùng với một trong ba cái đỉnh luôn, hoặc trùng với trọng tâm luôn, đúng không? Bây giờ ta làm con D thử nhá, xem con D trùng à, thử xem nào, biến đổi như nào, hai với cùng hai đúng không, AB chuyển sang NA trừ AB là cộng BA bằng hai ra ngoài LC cộng AC. Làm gì tiếp? NA cộng BA NC cộng AC. Làm gì tiếp? Làm gì tiếp? Ok. Đến đây làm gì tiếp? Đó, vừa kêu làm rồi mà. Chính xác. Làm cách này rất khó. Vì sao? Đúng không? Làm cách này khó vì sao? NA cộng BA điểm L chưa biết, nên việc cộng hai vector này không dùng được trung điểm. LC cộng AC cũng điểm L chưa biết nên em không dùng được trung điểm. Cách tốt nhất là em tách hai con này ra. Đúng không? Như vậy cách 2 ta sẽ tách là NA trừ NC thành cộng CN trừ NC bằng AB cộng với CA trừ AC, đúng không? Ta tách cái trừ 2NC thành trừ NC trừ NC, mà trừ NC đầu tiên thành cộng CN, đúng không? CN cộng NA, cái này bằng CA CB trừ AC, được chưa? Tiếp tục ta vứt thằng này sang đây thì gọi là một vế là vector ẩn, còn một vế là cố định chưa? Trừ LC ta chuyển được thành CL bằng chuyển sang trừ CA thành cộng AC, đúng không? AC và AC triệt tiêu chưa? Thì chỉ còn CB thôi. Như vậy là CL bằng CB thì cái này quá dễ rồi. A, B, C, vector CB quay xuống thì vector CL bằng vector CB, khi đấy N phải trùng với B thì hai vector này mới bằng nhau được, đúng không? Hiểu chưa Nhi? Như mọi người thấy rằng là gì? Rõ ràng tất cả các bài trước ta đều làm theo kiểu là cứ cùng hệ số thì ghép với nhau, cùng số 2 ghép với nhau, cùng số 1 ghép với nhau. Nhưng đến bài này nếu ghép như thế vẫn làm được, khẳng định vẫn làm được, mà rất là dài, khó. Vì em không thể cộng hai vector này lại với nhau được, đúng không? Sao? Nếu mà thầy đổi hết trừ thành cộng chứ? Cũng được. Chính là cái việc em đổi hết trừ thành cộng chính là sau em vẫn phải tách ra một thằng để ghép với thằng CA này mà, đúng không? Chứ 2 với 1 làm sao cộng được với nhau? Em vẫn phải tách ra thành hai hệ số chứ, đúng không? Đó. Nên bản chất của nó là gì? Mọi người thấy rằng nó không thể máy móc đi theo một đường cũ được, đúng chưa? Mỗi một cách làm thì đều cho một kết quả, kết quả này cũng trùng nhau nhưng mà cách làm có thể dài ngắn khác nhau. Làm cách này thì thấy rất là đơn giản, nhưng mà cách theo cách cũ của mình hay tách là 2 với 2, 1 với 1 này thì tự dưng thấy vướng ở chỗ này không? Đây là mình nhìn ra được ngay là vướng, thôi có những người kiến thức không chắc không nhìn được, nhìn thấy LC cộng AC cắm đầu cố gắng nghĩ xem cộng bằng cái gì, không phải khó, được chưa? Tiếp nhá. Thử câu này đi. Thử câu 8A nhá. Cứ nhìn thấy cái biểu thức dạng như này phát là nghĩ ngay đến trọng tâm. Như FA, FB, FC cộng lại thì bằng 3 lần FG. Trong đó G là trọng tâm ABC. AB cộng AC thì bằng 2 lần AM. Trong đó M là trung điểm của BC. Kẻ hình ra xem nó ra cái gì luôn. A, B, C. Đây là G đúng không? M là trung điểm của BC. Đây M đúng không? Như vậy ta có là
3 lần FG thì bằng 2 lần AM. Thế là F phải nằm trên gì? Đường thẳng này rồi đúng không? Nhìn trước chỗ này đi. Đoạn này lại giống cái bài luôn đấy, 32, tỷ lệ 32 này. Gì? Không, cứ nhìn đi ạ. Lại giống cái bài luôn đấy, tỷ lệ 32 giống như cái bài ở trên này này, đúng không? Đấy. Thế bây giờ ta mới xem. 2 lần vector AM thì nó nằm đâu? Tít tít trên này. Đúng không? Bằng 3 lần FG. F điểm F phải nằm ở A đúng không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ ta cứ vẽ thử nhá. 2 lần này. Nó ra cái hình bình hành thế rồi. Đây là cái vector 2 lần AM. Đoạn này 2 phần, đoạn này 1 phần thì nếu chia đoạn này ra thì đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này là 3 lần của gì? Chia 3 lần FG chưa? Phải ta thấy ngay rằng A này phải trùng với điểm F không? Vì 3 lần FG thì bằng 2 lần AM chưa? Nhi hiểu chưa? Hiểu không? Nhìn đi nhìn. Không hiểu chỗ hình chỗ trên này hay chỗ này. Ta có điểm FG và AM phải cùng hướng đúng không? AM đã hướng lên rồi thì FG cũng phải hướng lên, có nghĩa F phải nằm về cái đuôi bên này. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục ta thấy rằng 3 lần độ dài AM. Em vẽ AM ra này, em chia 3 phần ra. 1 2 3 này thì 1/3 nó chính là đoạn AG này luôn không? Đúng chưa? 1/3 bằng AG. Thế thì em nhân 3 lên thì chẳng bằng 2 lần AM à? Thế điểm F phải trùng với A. 3 x 2 bằng 6, còn 2 x 3 cũng bằng 6 này. Đúng không? Được chưa? Cái bài trên này luôn ta cũng thử tỷ lệ 23 nhưng mà thấy tỷ lệ 23 không thỏa mãn. Được chưa? Còn ở đây ta thấy tỷ lệ 23 thỏa mãn luôn. Thì F trùng với A. Hiểu chưa? Tương tự đi, làm cho các câu sau đi. Để cho mấy em thử làm.